Sáng ngày 24 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thị trấn Đồng Lê tổ chức lễ phát động cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024. Tham gia có các đồng chí cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn thị trấn Đồng Lê. Đây là hoạt động chào mừng ngày truyền thống ngành thể thao Việt Nam 27 tháng 3, đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Trong những năm qua, thị trấn Đồng Lê đã tích cực đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thể dục thể thao, phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ. Các thiết chế văn hóa thể thao luôn được thị trấn quan tâm xây dựng, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, tập luyện thể dục thể thao của nhân dân. Sau lễ phát động, các đại biểu, cán bộ và đông đảo bà con nhân dân cùng các em học sinh đã tham gia chạy với quãng đường dài 1.000 mét. Thông qua hoạt động này nhằm tuyên truyền nâng cao vai trò, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng đời sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.